Sơn Đồng Bungalow là một không gian nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách phương Tây nhưng vẫn mang hơi hướng của người Việt thông qua việc sử dụng những cây trồng bản địa như tre, chuối, lộc vừng, bao bọc xung quanh nhằm tạo cho du khách cảm giác bình yên, gần gũi khi đến đây. Tất cả được bố trí sắp xếp một cách hài hòa trong quần thể bungalow hiện đại, tiện nghi với đầy đủ các khu vực giải trí, quầy bar, hồ bơi mang nét độc đáo riêng biệt. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng một không gian bình yên, lãng mạn bởi những ngọn núi đá vôi mây mù bao phủ xung quanh. Phía trước là dòng sông Son êm đềm, thơ mộng. Điểm nhấn của Sơn Đồng Bungalow đó chính là những bức tường bích hóa mô phỏng hình ảnh tráng lệ, kỳ vĩ của các hang động nổi tiếng ở Quảng Bình như hang Sơn Đồng, hang Tiên, hang Tủ Làn, hang Nước Lức. Màu sắc cùng nét vẽ tự nhiên hài hòa sẽ mang đến cho du khách một cảm giác chân thực như chính bạn đang được trải nghiệm trực tiếp với hệ thống hang động của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hoặc nói theo một cách khác là đến với Sơn Đồng Bungalow, bạn có thể được khám phá vườn quốc hang động bằng ý niệm. Đặc biệt, đến với Sơn Đồng Bungalow, bạn sẽ có cơ hội được thử thách bản thân với mô hình leo núi nhân tạo. Những du khách đam mê chinh phục đỉnh cao sẽ được rèn luyện kỹ năng leo núi mạo hiểm ngay tại đây. Đến với Sơn Đồng Bungalow, điều đặc biệt mà bạn không nên bỏ qua, đấy là bức tường leo núi nhân tạo được lắp đặt và thiết kế bởi các chuyên gia hang động hoang dã. Như bạn cũng thấy thì các vách núi ở đây được lắp đặt rất là chắc chắn, tạo độ an toàn cho người chơi. Khi tham gia trò chơi này thì thứ nhất là bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác thế nào là leo núi. Thứ hai, đây là được xem như là một bước khởi đầu trước khi mình tham gia các hang động nổi tiếng ở Quảng Bình có mức độ mạo hiểm và độ khó rất là cao. Trước khi tham gia trò chơi leo núi nhân tạo này, đầu tiên là bạn phải làm đó là mang đồ bảo hộ như dây đeo bảo hiểm, mũ bảo hiểm, găng tay và giày. Đối với thử thách này, bạn phải dùng lực của toàn bộ cơ thể, đặc biệt là lực cổ tay và thật bình tĩnh, tự tin để vượt qua từng bậc một. Sau khi chinh phục những ngọn núi nhân tạo, bạn có thể thư giãn bằng cách đạp xe đạp dạo quanh những con đường ven sông Son. Sơn Đồng Bungalow, điểm dừng chân lý tưởng khi ghé thăm vùng đất di sản.